Xin chào các bạn, hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm cái bản nước ngoài của cái tựa game Cụ Hi Mobile sắp được nhà phát hành Soha Game phát hành nha các bạn. Link tải mình sẽ để dưới mô tả, các bạn có thể tải về để trải nghiệm của mình. Thì đây thì các bạn sẽ được lựa chọn là hai cái lab nha các bạn, đại diện cho hai cái giới tính và hai cái phái khác nhau. Đây thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái thuộc tính khác nhau như là thuộc tính lửa, thuộc tính nước, thuộc tính bảo hòa nha các bạn. Mình sẽ lựa chọn là thuộc tính lửa nha các bạn. Ở đây sẽ có thuộc tính là lá cây và mình sẽ thuộc tính đó. Đây là một cái tựa game nhập vai em không? À, với đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt. Để đặt chân vào thế giới thuộc về hậu phương của Hi Mobile Soha Game, các bạn người chơi có thể lựa chọn hóa thân thành các lớp nhân vật đến từ tam giới. Theo đó thì mỗi nhân vật đều sở hữu loại vũ khí cũng như kỹ năng và các bộ kỹ năng chiến đấu riêng biệt cho bạn có thể kết hợp cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn chiến thủ có thể học thêm và sử dụng thêm các kỹ năng trợ chiến từ chân thú, thần vật hay thần khí nữa. Tính điểm này sẽ giúp cho bạn có thể tùy biến và xây dựng thành nhiều bộ combo siêu đa dạng tùy vào mục đích đi PvP săn đồ hay đi PvP so trình PvP với các bạn là người chơi khác. Cụ Hi Mobile 2022 sở hữu một nền tảng đồ họa 3D đẹp mắt với thiết kế là đi theo hướng hoạt hình chibi vô cùng dễ thương, mang màu sắc vô cùng tươi sáng. Các chi tiết ở trong game như tạo thành nhân vật hay trang bị đều được thể hiện cách rất là sống động, kết hợp với nhiều loại hiệu ứng ánh sáng vô cùng bắt mắt. Đặc biệt khi lối chơi MMORPG của cái tựa game được thể hiện rõ nét trên các tiếng ban đồ mở và vô cùng đa dạng về bối cảnh. Lúc đầu thì các bạn người chơi có thể tự do điều khiển nhân vật của mình tham gia vào các chỗ nhiệm vụ hoạt động cây kịch tính. Có thể thấy thì thế giới thiên ma này luôn tràn đầy những con boss cho hung tợn, đông tính hạ sát bạn bất cứ lúc nào, nhưng mà cũng đầy hấp dẫn với đủ loại bảo vật thần khí kỳ ngộ đang chờ đón các bạn nhiệm thủ lĩnh nhận. Thì có thể thì các bạn có người chơi có thể thoải mái hành động đánh phá là nhiệm vụ thăng hàng trăm cấp năng lực chiến bản thân rồi săn boss kiếm đồ giao dịch tự do trên chợ, và đặc biệt các bạn game thủ có thể có thêm trải nghiệm những cái năng mới của tựa game này như là hệ thống phù thê ban chiến lôi đài tranh hạng visual chân thú đồng hành cực kỳ đa dạng. Bên cạnh đó thì bạn còn có thể thử sức sáng tạo sai nhân vật của riêng mình với hệ thống là ngoại trang đa dạng mẫu mã. Tuy nhiên ngoài việc tô điểm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy của nhân vật thì những cái công năng này còn giúp cho các bạn người chơi gia tăng khá điểm lực chiến nữa. Thì nhìn chung thì đồ họa chỉ bị bắt mắt cách chơi nhập qua trời cút chạy nắm bắt cùng rất nhiều phần thưởng giá trị dành tặng miễn phí cho bạn nhân thủ, mà bạn có thể tự tin thể hiện khả năng cài cút bên trong của mình để dẫn thân vào các tựa game mới là cũng như mobile của nhà hàng Soha Game. Nhìn chung thì tựa game này cũng có rất nhiều điểm nổi bật. Điểm nổi bật nhất phải kể đến là năm hệ phá như 12 kỹ năng tự do build theo sở thích để bạn có thể thỏa thích BK. Slogan Lee Silver gây chiến chỉ cần chơi 0 phút một ngày xong boss gửi đỏ và không giới hạn bạn tự do. Đó là những cái phần review sơ về cái tựa game này. Thì các bạn hãy cùng xem qua một số gameplay về cái tựa game này để có cảm nhận về cái tựa game này hơn nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể tải về chơi để có thể cảm nhận chân thật nhất.竟然是先天五行灵根之体，恭喜你开启五行灵根，点击状里查看详情，每次升级都可以将点数全部分配到木灵根上。
空有法宝，却没能完成技能专精，无法展现法宝真正的威力。Hard place. Do I work hard or live in my place? You're only young once. Yeah, that's all great. But I also want to be my mom. How to get there? Glad that you asked. Fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love. What instead of done? Cause there's so many differences in each of us. But you got it. Thank you.
做得漂亮。笑意思啦，那个小家伙就交给我嘛，我们赶紧出发到封木子里去。